Các pháp vi diệu thanh tịnh lìa tạp nhiễm đều có thể hiện ra tùy theo ý muốn. Đại Bồ Tát này, do bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa của thân dị thục, do các thần thông vi diệu của thân dị thục, do Bồ Tát đạo của thân dị thục nên thực hành trí đạo tướng, do trí đạo tướng được thành thục nên vị ấy lại có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng, do chứng đắc trí này nên vị ấy không giữ lấy tất cả các pháp, nghĩa là không giữ lấy sắc, cũng không giữ lấy thọ tưởng hành thức, như vậy cho đến cũng không giữ lấy hoặc thiện pháp, hoặc pháp bất thiện, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, cũng không giữ lấy sự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không giữ lấy tất cả các vật được thọ dụng ở cõi Phật, hiếu tình ở trong cõi Phật đó cũng không giữ lấy tất cả các pháp. Vì sao? Vì trước đây Đại Bồ Tát này không giữ lấy tất cả các pháp, vô sở đắc đối với tất cả pháp. Vì các hữu tình, giảng nói một cách đúng đắn về sự không nắm bắt của tất cả các pháp tánh. Như vậy, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ năng lực vô lậu lìa các tướng ở trong pháp vô tướng vô tác, các Đại Bồ Tát có thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác.